Số trước chúng ta đã biết rằng, để có thể trở nên giàu có thì cần phải sở hữu tài sản tạo ra thu nhập thụ động. Nhưng muốn xây dựng tài sản thì bạn cần phải hiểu rõ các nhóm thu nhập trong xã hội. Trong cuốn sách Dạy con làm giàu, có đề cập đến kim tứ đồ gồm có 4 nhóm người làm ra tiền. Nhóm L là những người làm công ăn lương, kiếm tiền từ bán thời gian và sức lao động của bản thân. Nhóm T là những người làm tự kinh doanh buôn bán. Nhóm C là những người chủ doanh nghiệp, công ty, có thu nhập từ công việc kinh doanh. Về mặt quy mô thì lớn hơn nhóm T nhiều. Thêm nữa, những người chủ doanh nghiệp xây dựng công ty của họ thành một hệ thống, nên họ không nhất thiết phải có mặt ở công ty mọi lúc. Còn về nhóm T thì không như vậy. Bản chất của nhóm T là làm thuê cho chính bản thân mình mà thôi. Nhóm D là các nhà đầu tư, dùng tiền để tạo ra tiền. Mỗi người chúng ta đều ít nhất ở một trong 4 nhóm đó. Bạn cũng có thể vừa thuộc nhóm làm công ăn lương, vừa là một chủ đầu tư. Ví dụ như bạn vẫn có thể làm ở đâu đó, hàng tháng nhận lương, lại vừa tham gia thị trường chứng khoán chẳng hạn. Hay có thể hiểu rằng, điều quan trọng không phải là kiếm tiền từ nghề nào, mà là cách nào. Nhóm bên trái là nhóm có làm mới có ăn, còn nhóm bên phải là nhóm ngồi mát ăn bát vàng. Họ không cần mất nhiều thời gian và sức lực để tạo ra tiền. Nếu bạn muốn tự do về tài chính, tức là vừa có tiền, vừa có thời gian hưởng thụ, thì bạn cần phải ở phía bên phải kim tứ đồ. Nói đến đây thì chắc hẳn ai cũng nhận ra thực sự điều mình muốn chính là tự do tài chính. Thế nhưng để có thể chuyển được sang phía bên phải của kim tứ đồ thì không hề đơn giản một chút nào, vì cái gì cũng có cái giá của nó. Cụ thể phải đánh đổi những gì, tôi sẽ làm video khác nói cụ thể hơn. Nhưng cái rào cản đầu tiên chính là ở tư duy, suy nghĩ. Phần lớn chúng ta từ nhỏ đã được giáo dục về việc học thật giỏi để lớn lên có một công việc tốt, lương cao. Nên tư duy của phần lớn mọi người đều thuộc về phía bên trái kim tứ đồ. Để có thể ở phía bên phải thì cần phải có sự thay đổi rất mãnh liệt, giống như nhộng thành bướm vậy. Khi đã thay đổi tư duy, suy nghĩ thì những thay đổi đó cũng ảnh hưởng đến cuộc sống xung quanh, nên không có nhiều người dám đương đầu và chấp nhận sự thay đổi đó. Trong số sau chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về kim tứ đồ. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Đừng quên like, share và đăng ký nhé. Bye!